Bộ Tài chính cho biết dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra đã tác động không nhỏ đến kinh tế, đặc biệt là đời sống của người dân bị đảo lộn. Khẳng định, bộ này cũng đã khẳng định sẽ triển khai nhiều biện pháp giúp kiểm soát bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh. Đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh cho người, bao gồm cả các loại thuốc phục vụ cho phòng chống dịch, thì tổ chức triển khai ngay việc đấu thầu thuốc, tập trung đàm phán giá để đảm bảo có đủ nguồn cung trong và sau dịch bệnh, thông qua điều tiết mức giảm giá bán phù hợp. Về thuế với những mặt hàng vật tư y tế, máy móc thiết bị phục vụ phòng chống dịch, Bộ Tài chính cho biết, hiện thuế nhập khẩu một số máy móc thiết bị dịch truyền vật tư y tế trong nước chưa sản xuất được thì thuế nhập khẩu là 0%. Còn một số vật tư y tế, nguyên liệu sản xuất khẩu trang, vải không dệt, găng tay trong nước đã sản xuất được thì thuế nhập khẩu từ 5-30%. Để phục vụ chống dịch bệnh, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng. Bộ Tài chính cho rằng cần đánh giá chính xác nguồn cung và cầu trên thị trường về thuốc và vật tư y tế để tăng cường sản xuất, giúp kiềm chế giá bán, cung cấp các sản phẩm thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh.